Ngày 12 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trường Duy, 36 tuổi, ngụ Đồng Nai, tổng mức án tử hình về 3 tội danh giết người, cướp tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Theo cáo trạng, thông qua mạng xã hội, Duy quen biết và có quan hệ tình cảm với chị N.T.K., 39 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài, đang có chồng và con. Ngày 27 tháng 4 năm 2022, Duy hẹn chị K đến một nhà nghỉ thuộc khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài và sử dụng một căn cước công dân giả để thuê phòng qua đêm. Duy yêu cầu người tình ly dị chồng để kết hôn với mình nhưng chị K viện nhiều lý do trì hoãn khiến hai bên mâu thuẫn. Đến khoảng 3 giờ sáng hôm sau, chị K đòi về thì Duy không đồng ý, nghi ngờ chị có quan hệ với người đàn ông khác nên Duy nổi cơn ghen, bóc cổ người tình chết trên giường. Sau khi gây án, Duy cướp xe máy, bông tai, dây chuyền và điện thoại di động của nạn nhân rồi bỏ trốn. Đến tháng 5 năm 2022, Duy bị bắt khi đang lẩn trốn tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị. Tại phiên tòa, Duy thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời mong muốn tòa tuyên bị cáo mức án tử hình khi trình bày lời nói sau cùng. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên phạt Duy mức án tử hình về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản và 2 năm tù về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng mức hình phạt là tử hình.